Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với bản tin tổng hợp của Doanh nhân trẻ. Nhiều người dùng bất ngờ khi nhận được thông báo trên ví điện tử Momo về dịch vụ lô tô 2 số. Hình thức đặt 1 ăn 70 lần nếu đoán đúng 2 số cuối cùng trong giải đặc biệt xổ số miền Bắc, có hình thức giống lô đề. Để có vốn xây dựng đường vành đai 3 và 4 thành phố Hồ Chí Minh, các địa phương có liên quan cần quy hoạch và khai thác quỹ đất hai bên đường để đấu giá thu tiền làm dự án. Nhiều sàn giao dịch ảo mọc lên như nấm sau mưa, bài học đổ vỡ liên tục xảy ra có vẻ không làm nhiều nhà đầu tư chùn bước trong công cuộc đi tìm kênh tài chính siêu lợi nhuận. Mặc dù thành phố Hồ Chí Minh được đánh giá là trung tâm kinh tế, nơi nhiều tập đoàn kinh tế nước ngoài đặt làm trụ sở, nhưng với các doanh nghiệp của Hàn Quốc, Hà Nội mới là nơi được ưu tiên chọn đặt văn phòng. Các cơ quan quản lý ở các thành phố Thượng Hải và Đường Sơn Trung Quốc đã cảnh cáo các công ty thép địa phương về việc lợi dụng giá tăng, thông đồng và lan truyền thông tin sai lệch để bán giá cao kiếm lời, sau khi giá sắt thép tăng cao kỷ lục trong những ngày gần đây. Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho rằng, trong bối cảnh chi phí lưu kho, nhất là kho lạnh tăng cao, nhiều doanh nghiệp đang bị áp lực về tài chính dẫn đến gián đoạn trong hoạt động xuất khẩu. Trong bối cảnh thị trường bất động sản tạo mặt bằng giá mới ở khắp nơi, nhiều người dân không có nhà ở thì việc các dự án bỏ hoang gây lãng phí lớn cho xã hội. Về góc khuất này, theo Bộ Xây dựng đã đến lúc cần vào cuộc xử lý. Giá lợn rơi xuống mức đáy và chưa có dấu hiệu ngừng giảm, người chăn nuôi đang lo sốt vó vì càng nuôi càng lỗ. Nhiều người không chịu được nói sẽ bỏ chuồng. Bộ Tài chính vừa có công văn đề nghị các địa phương tăng cường công tác quản lý và thông tin giá cả thị trường tại địa phương. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết tình trạng người nước ngoài nhập cảnh trái phép và nhập cảnh với mục đích tìm việc làm không đúng quy định của pháp luật lao động đang xảy ra tại nhiều địa phương trong cả nước. Vừa qua, Câu lạc bộ Nữ Doanh nhân trẻ ASEAN thuộc Hội Doanh nhân trẻ ASEAN đã có buổi họp các thành viên để trao đổi về dự thảo quy chế hoạt động của câu lạc bộ. Đại diện các thành viên dự họp đánh giá cao vai trò tiên phong của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trong việc đã đề xuất và chủ động xây dựng đề án thành lập Câu lạc bộ Nữ Doanh nhân trẻ ASEAN và quy chế hoạt động của câu lạc bộ. Chị Nguyễn Ngọc Mỹ, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã được bầu làm đồng chủ tịch câu lạc bộ. Phát biểu tại diễn đàn kinh tế Delphi 6 đang diễn ra ở Athens, Hy Lạp, các quan chức và chuyên gia kinh tế nhận định sẽ mất ít nhất 2 năm để phục hồi kinh tế toàn cầu sau đại dịch COVID-19. Với triết lý điều trị, xâm lấn tối thiểu, mang lại kết quả tối ưu và bền vững cho khách hàng, Elite Dental tự hào là trung tâm nha khoa uy tín với đội ngũ bác sĩ được đào tạo chuyên sâu, đạt tiêu chuẩn nghiêm ngặt về cơ sở vật chất, hệ thống vô khuẩn tuyệt đối và quy trình điều trị chuẩn quốc tế. Elite hoạt động với mô hình All-in-One Clinic. Elite Dental cung cấp dịch vụ khám, chụp phim, chẩn đoán, tư vấn và điều trị nha khoa chuyên sâu tất cả trong một trung tâm. Với thiết kế cá nhân hóa, Elite mang lại trải nghiệm chăm sóc nhẹ nhàng, thoải mái và thuận tiện cho từng đối tượng khách hàng riêng biệt. Elite Dental tự tin mang lại hạnh phúc và thành công từ những nụ cười khỏe đẹp và trắng sáng. Thời gian gần đây, liên tiếp các vụ lừa đảo đầu tư tiền ảo lớn thông qua các sàn giao dịch tiền ảo dưới hình thức đa cấp đã xảy ra. Tình trạng này đã xảy ra từ nhiều năm qua nhưng không thể xử lý triệt để do còn thiếu các quy định pháp lý về điều chỉnh hoạt động phát hành, mua bán, trao đổi tiền ảo, tài sản ảo. Đồng thời cũng chưa có quy định cơ quan nhà nước quản lý lĩnh vực này. Thực tế này đặt ra đòi hỏi phải nhanh chóng xây dựng hệ thống pháp lý về tiền ảo. Bộ Tài chính vừa thành lập tổ nghiên cứu về tài sản ảo, tiền ảo để thiết kế chính sách, cơ chế quản lý theo chức năng, nhiệm vụ của bộ này. Ủy ban chứng khoán nhà nước là đơn vị được bộ giao chủ trì. Ông Nguyễn Quang Thương, Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển Thị trường Chứng khoán cho biết, quy định chính sách đối với tiền ảo, tài sản ảo không dễ dàng là bởi các lợi ích tiềm năng của tiền ảo, tài sản ảo mang lại rất lớn, nhưng những rủi ro liên quan cũng rất đáng kể. Vì vậy, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ nghiên cứu đầy đủ, thấu đáo trong lĩnh vực chứng khoán, từ việc phát hành đăng ký, lưu ký, giao dịch, đăng ký giao dịch. Từ những điều kiện cần thiết để triển khai chính sách, sẽ đề xuất ra thời điểm cũng như lộ trình triển khai cụ thể. Theo các chuyên gia pháp lý, cần có định nghĩa rõ ràng cụ thể về tiền ảo để xác định phạm vi đối tượng tiền ảo được điều chỉnh theo pháp luật Việt Nam. Chỉ khi tiền ảo được công nhận là một loại tài sản, các cơ quan chức năng mới có cơ sở pháp lý để quản lý tốt hơn và đấu tranh có hiệu quả chống lại các hành vi trái pháp luật trong sử dụng tiền ảo.
Cuộc sống không phải là dựa dẫm chờ người khác làm bạn hạnh phúc. Cuộc sống là làm bất cứ điều gì khiến chính bạn hạnh phúc. Thời gian của bạn là có hạn, vì vậy đừng lãng phí nó để sống cuộc sống của người khác. Đôi khi, rõ ràng chúng ta đã tha thứ cho người ta, song lại không thể thực lòng vui vẻ. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong bản tin sau.